Mục vụ tin và sống xin thân ái kính chào quý vị. Hôm nay kính mời quý vị cùng lắng nghe câu chuyện đức tin có tựa đề là Trời rét mùa hè. Bill Cole chẳng bao giờ chịu đi nhà thờ, dù rằng anh được sinh ra và lớn lên trong một gia đình Cơ Đốc. Nhiều người trong làng mời gọi anh tha thiết, nhưng vẫn chưa một lần anh bước đến thánh đường để dự nhóm, ngay cả ngày lễ đặc biệt như Giáng sinh. Anh vẫn thường vừa cười vừa nói, khi nào mùa hè trời rét, tôi sẽ đi nhà thờ. Vào mùa hè năm nọ, trời lại có những cơn mưa lạnh bất thường, và nó kéo dài như thế mãi cho đến tháng Giêng ở Úc. Những ngày đầu tháng nhiệt độ giảm xuống đến mức lạnh cống nhiều đêm. Mọi người bắt đầu nghĩ về Bill. Có lẽ thời tiết lạnh cống này cuối cùng cũng sẽ nhắc nhở Bill nghĩ đến Chúa và đi thờ phượng Ngài. Họ nhắc lời anh nói, khi nào mùa hè trời rét, tôi sẽ đi nhà thờ. Sự thật đúng như thế. Một buổi sáng thứ hai vào trung tuần tháng Giêng, Bill Cole đã xuất hiện lần đầu tiên giữa thánh đường trong tiếng đàn dương cầm vang lên êm dịu. Nhưng không phải là Bill tự đến, mà có 6 người đàn ông khiêng anh vào. Cuối cùng, Bill cũng đã thực hiện được lời hứa của mình. Nhưng thay vì đến ngồi trên băng ghế, thì anh cũng đến nhưng lại nằm trong quan tài. Trong cuộc sống ngày nay, nhiều người cứ lẩn quẩn mãi, không đi thờ phượng Chúa vì những công việc bộn bề quanh chúng ta. Chúng ta hẹn tuần sau, tháng tới, hẹn một ngày nào đó khi giải quyết xong mọi lo toan. Nhưng chúng ta sẽ không bao giờ có ngày hẹn ấy. Biết đâu chúng ta sống hôm nay, nhưng ngày mai chúng ta chết thì sao? Chỉ có ngay bây giờ, ngay lập tức mà thôi. Cuộc sống khắc nghiệt và phù du này không có gì để đảm bảo cho ta sự sống vĩnh cửu. Chỉ có niềm tin nơi Chúa từ sự đáp lời kêu gọi khẩn thiết của Ngài. Những ai đang quá nặng gánh cuộc đời, xin nhớ đến Bill Cole. Đừng chờ đến cái rét mùa hè, sẽ là quá muộn. Câu gốc suy gẫm, hãy nói với chúng nó rằng, Chúa Jehovah phán, thật như ta hằng sống, ta chẳng lấy sự kẻ dữ chết làm vui, nhưng vui về nó xây bỏ đường lối mình và được sống. Ezechiên đoạn 33 câu 11, muốn thật hết lòng.